khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài chính: trong mạng có thì nhất định có. Ngày trước tôi ở Hồng Kông, lão cư sĩ Trần Lương nói với tôi, khi ông còn trẻ đã quen biết với tiên sinh Lý Gia Thành. Tướng mạo của lão cư sĩ này phúc báo rất lớn. Trước khi Lý tiên sinh chưa phát đạt tìm thăm ông, ông liền hỏi Lý tiên sinh, ông ước vọng tương lai có bao nhiêu tiền của thì mới mãn nguyện. Lý tiên sinh nói với ông rằng, tôi có đủ 3.000 vạn đô Hồng Kông thì tôi rất mãn nguyện. Lão cư sĩ Trần Lương nói với Lý tiên sinh rằng, trong mạng ông tài khố rất lớn, không chỉ 3.000 vạn, ông tương lai giàu nhất Hồng Kông. Ông chân thật đã bị đoán trúng, cho nên về sau lão cư sĩ Trần trở thành cố vấn của Lý tiên sinh. Trong mạng có tài khố, không những bạn kinh doanh sự nghiệp gì, bạn đều được phát tài. Trong mạng không có tiền tài, bạn có buôn bán giống như họ, bạn sẽ bị lỗ vốn. Người xưa nói được rất hay, trong mạng có, cuối cùng rồi sẽ có. Trong mạng không có, chớ có cưỡng cầu. Người thế gian không hiểu đạo lý này, cho rằng việc này là mê tín. Chúng ta hiểu rõ, biết được đây là chân tướng sự thật. Trong mạng không có, chớ cưỡng cầu, cầu không được. Trong mạng có, cuối cùng sẽ có. Trong mạng có rồi, có ném đi cũng không mất. Tất cả những thứ trong mạng của bạn có mà bị người khác phá hoại, bị người khác chiếm đoạt, vậy thì không phải vật trong mạng bạn có. Việc này nhất định phải hiểu rõ. Trong mạng của bạn có thì bất cứ ai cũng không có thể phá hoại được, bất cứ người nào cũng không thể chiếm đoạt. Phàm hễ bị người khác phá hoại, bị người khác chiếm đoạt là thứ mà trong mạng của bạn không có. Người học Phật hiểu rõ cái nhân duyên quả báo này, cho nên không có một chút ý niệm cưỡng cầu. Có cưỡng cầu cũng không thể thành tựu. Cưỡng cầu mà chân thật có được, đó cũng chính là gặp được nhân duyên tốt khế hợp. Nhân duyên của ngay lúc đó chín mùi, nên bạn gặp được. Nếu như cưỡng cầu mà không được thành tựu, thì biết được nhân duyên chưa đến vậy. Trong mạng có cuối cùng cũng có, trong mạng không có thì chớ cưỡng cầu. Cưỡng cầu mà có được vẫn là trong mạng của bạn có, bạn nói xem có phải oan uổng hay không? Hiểu rõ cái đạo lý này, tích lũy công đức thì tốt. Quả địa của Phật Bồ Tát chính là tu hành tích công bồi đức mà có được. Cái gì gọi là đức? Chính là giữ tâm làm lợi ích chúng sinh, có thể xả mình vì người lợi ích chúng sinh. Thường giữ được cái tâm này thì đây chính là đức. Ở trên Kinh Đại Thừa, Phật nói với chúng ta phải tu đại công đức, phải tích lũy công đức, chúng ta mới có thể thành tựu. Nhất là vào hiện tại nay, cả thế giới này động loạn bất an, chỉ có tu phước, tích lũy công đức mới có được sự bảo đảm chân thật. Người có phước, cho dù ở nơi nào, họ cũng đều được an toàn, họ đều có phúc. Bạn liền biết được tích công bồi đức quan trọng đến dường nào. A Di Đà Phật.
Mi Đà Phật. Nam mô A Di 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 Đà Phật.